Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của tớ. Ok, hôm nay chúng ta tiếp tục review một cái set. Set này là set Gundo anh em à. Anh em nhìn thấy tự như cái thông Gundo em rồi. Thánh thần ơi coi kìa. Chưa thấy cái set nào nó bông hoa la qua lá hẹ giống như cái set này anh em à. Phải gọi là nó quá tuyệt phẩm. À, tuyệt phẩm cái thông à, anh em thấy không? Hiện tại là tớ chưa có bộ Rinban nữa nha. Cái bộ Rinban Rudo tớ chưa có. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà có cũng không cải thiện được bao nhiêu đâu. Sau mấy ngày tôi test nó thì tôi thấy cũng chả cải thiện được bao nhiêu cả. Thôi được rồi, anh em vào để mà xem nó nha. Anh em nhớ ấn chuông thông báo nha. Khi có chương trình tiết mục gì tôi sẽ gửi đến anh em nha. Để anh em nhận được. À, mấy thanh niên tập trung đây làm gì đây. Ok. Như ở đây thì anh em coi dòng thông tin của con bét nha. Đấy. Dòng thông tin của con bé là nó như vậy. Còn đây là cái nón nó đây anh em. Cái áo đó. Đồ nó không có dòng ẩn nha anh em. Cái win nó đây. Cái khiên nè. Lực của cái kiếm này khá là cao. Nhưng mà cái dòng C này đánh nó không ăn thua anh em à. Nó sai sai sao á. Đấy. Ok, nó xoay quanh nó như vậy thôi. Để từ từ test thử mấy thanh niên luôn, sẵn ở đây từ test ở đây luôn nha. Phải gọi là cái set này để dành mà chơi Giáng sinh thì được, để dành Noel chơi thì được. Chỉ cần đi BK không khá lắm anh em à. Nó khá là âm binh. Nó khá là cùi bắp xíu. Lực cuối kiếm nó khá là cao luôn. Nhưng mà tớ quất à. Đánh không ăn thua anh em ơi. Được, ngon. Ở đây thấy không? Thôi, tớ sẽ lên Arena BK đây mà đùa giỡn xíu. Chưa có Rinban anh em à. Cái Rudo của tử, Rudo của tử chưa có Rinban. Cái Rinban nó mắc nhất luôn á. Nó mắc hơn cái toàn bộ số đồi luôn anh em à. Toàn bộ cái vụ bét nè. Bét rồi đồ rồi kiếm thiên rồi cánh luôn á. Cái Rinban của nó. Mà tôi nghĩ nếu mà có Rinban chắc cũng không cải thiện bao nhiêu đâu. Nếu mà xét về thang điểm, nếu mà có thể là có luôn cái Rinban luôn nha thì nó nằm ở tăng thang điểm là sáu mấy bảy thôi à, kiểu mấy kiểu vậy dạng nó cao hơn set BSD một tí do BSD nó không có bộ Rinban nè. Bộ Rinban của BSD cũng có nhưng mà nó yếu xìu anh em, thường thường xài Rinban khác không à. Đấy, tính theo thang điểm là nó tầm cái đó. Để tôi BK thử cho anh em xem lực nha. Chưa đánh thì chết con mẹ nó rồi. Thanh niên đen thui thiên thùi vậy. Đấy, anh em thấy không? Lực nó khá là yếu anh em à. Nếu mà chơi một số set tầm cao tầm 7 điểm với lại 8 điểm là không ăn thua. Không chơi lại. Kiểu gì? Cầm cái kiếm bổ vào đầu cái chết liền anh em à. Thanh niên đánh hay VL á. Thấy được. Rồi, tôi sẽ dùng cái chiếc tuyệt chiêu khiên để mà thủ xem cái khiên nó như thế nào nha. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy. Về đường thủ của nó là khá là ghê anh em à. Đấy. Về đường thủ cũng ok lắm, nói chung là khá là ok. Thực đó là ngọt ấy. Nhưng mà thủ không đánh không được thì cũng hơi phí. Anh em hiểu rồi. Studio này nó được cái nhìn nó lạ lạ, nó vui vui. Và tôi nghĩ tự chắc tự sẽ để sách này, chứ không bán sách này. Để dành Noel mang đi chơi anh em ạ. Bạn kia đánh on hit. Hình như bạn kia luyện chiêu on hit nãy bạn kia nói. Lực khá yếu anh em à.
đánh tầm ngang BSD với lại xích qua đồ thì được. Nếu mà xích qua mà full rồi tôi nghĩ xích gudo này cũng ăn cũng hơi khó, tôi nghĩ nó nhỉnh hơn xíu, nghĩ xích qua nó cao hơn tí, ngon hơn tí về độ thủ á. Xích gudo tôi thấy không thủ ngon lắm. Vậy cái gì vậy, anh em chơi dí mùa qua tới đây vậy hả? Thế nào cũng biết tử đấy, chắc chắn luôn. Người anh em này chắc chắn là thế nào cũng biết tử. Lỡ cho bạn lên TV luôn. Có nhiều bạn thích lên TV mắc cười quá. Không sao, coi như kỷ niệm anh em ạ. Khi nào tôi quay vô tình anh em lọt vào được video thì coi như kỷ niệm thôi. Sau này ví dụ anh em không chơi game nữa hay gì đó thì là lâu anh em lên, anh em cũng còn xem được cái nhân vật của mình trên mạng, trên YouTube kiểu vậy. Cũng vui chứ bộ. Em thử bạn thanh niên rồi. Nếu mà có Rin Band tôi nghĩ cũng được. Nó dành BK tầm trung là được anh em. Chứ còn tầm cao hơn chơi với xét gồng đen đồ này nọ, cửa sới đen đồ này nọ là chơi không nổi nha. Cái đó là đầu hàng xin thua. Bạn này cũng đeo cái cánh rudo giống mình. Cái ginh ben nó khá mắc anh em, nó mắc hơn xét đồ mà dã man. Tôi chưa biết cái sự lợi hại của nó từ đâu mà. Nhưng mà tôi thấy nó hơi mắc quá, cũng hơi phí à. Xét này mang nó khá đẹp để dành đi mua bán là được, dạng mua bán là nhìn thấy mình nó nổi á. Anh thấy, em thấy cái cánh nó treo bóng đèn quá trời không, chớp xanh vàng đỏ. Cái này mà nguyên một cái rui mà đều có cái cánh này hết nè, ví dụ nguyên rui có cái cánh này hết nè, hộp rui đồ này nọ vui lắm anh em, nhìn nó hài lắm á. Lực đánh nó cũng hơi yếu anh em à, cái kiếm này lực nó cao ghê á anh em, thấy không, 851 cho tới 956 luôn, lực nó khá cao mà đánh ra cái đam nó nhỏ quá. Đánh đam nó nhỉnh quá, còn nó nhỏ quá. Để test là thanh niên khác nha. Xanh này đúng là chất là để dành trang trí được anh em. Chứ còn mà đánh đấm mà chơi cái set này không ăn thua, không ngon cho lắm, theo tôi nghĩ vậy. Để bên thanh niên thử nha. Đấy, thanh niên kia, thanh niên này hình như là chơi set BSD. Để qua đây lại một vòng nha. Anh em thấy đẹp không? Mà tôi thích nhất cái gì anh em biết không? Đấy, anh em thấy con bé ta. Con bé rudo mình đứng đâu nó chạy vòng 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 à. Tôi rất thích là nuôi chó à. Nên thành ra tôi thấy cái con gì mà giống giống con chó là tôi ghiền lắm nha. Đấy. Thấy cưng à, anh em thấy cưng à. Đấy, nó đi di chuyển theo mình đấy. Cưng à. Cái cánh nó đẹp, cái cánh lúc mà nó bay đi nó đẹp. Thanh niên kia đâm mình khí thế. Đây tay to không nè. Cái
Ok, được rồi. Thôi tự sẽ kết thúc video này nha. Đây là cái set Google nha anh em. Chưa có Rinben nha. Đây. Và tự cũng không nghĩ là tự sẽ mua Rinben đâu. Tự sẽ để chơi như vậy thôi. Khi nào cần thì tự sẽ lên set khác thôi. Chứ là tự không muốn lên cái Rinben Google. Vì hiện tại cái set đồ của nó cũng không phải gọi là dành cho BK ngon. Nên thành ra mình cũng không muốn đầu tư cái cặp Rinben nó để làm gì. Ok, anh em nhớ ấn chuông thông báo kênh nha. Khi nào có chương trình tiết mục gì tự gửi đến anh em nha. Xin chào anh em nha. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ nha. Xin chào anh em.